chữ ca. Xuất hiện trong từ khinh khí cầu lúc nào? Khinh khí chữ ca xuất hiện trong từ cái kèn và từ khỉ đúng không nào các bạn? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện phần tô màu chữ ca rỗng nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong được bài tập số 2 của phần bài ngày hôm nay rồi. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục tô theo cách thức của chữ ca viết thường nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong toàn bộ phần bài tập ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Thời lượng của video hôm nay thì cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt.